nó sạch hơn. Ở đó đi đi vệ sinh nước ngon thoải mái. Với phần cái chỗ đó mình đi từ bữa mình về ngày Đà Lạt á, mình ghé đó nữa là nó sạch sẽ hơn. Còn chỗ này mình ghé vô này kia mất công. Ở đó ghé vô nước cà phê pháo uống thoải mái thì sẽ chú ý trái cây cái bò mua cho khách ăn, hiểu không? Tội nó sáng thì đói, mà hồi nãy chúng mình chiều mình ăn rồi nhưng mà nó đói á, mình mua cái này mua kia cho khách ăn được anh Hùng. Nhưng có cái mình dắt khách nó có cái là mình tiếc, thì mình phải tính toán mình mới có lời, nhưng mà nó phải hợp lý cái dòng tiền mình lời á. Ở bên sau nó hai lần nha, hai lần là nó sao thì dụ như làm ăn đừng nói mình lỗ, nhưng mà nó phải lời là lời hợp lý. Nó phải hợp lý chứ không phải là nhiều cua mấy cái. Đang đi số 2 hả? Ba. Nhưng mà chịu chơi hả? Hả? Số 2 giữ, số 3 giữ máy, số 2 đi chờ. Giữ luôn lên đi nơi của chú. Ba đã đồng nổ lên, tháng 15 tới mới đi một stay. Nhìn nữa lên nữa, nhìn từng mà lên nữa, chạy như đó, còn xe chưa ra điện nữa. À, lên rồi. Mình nghe không? Mình nó không chạy, nó nuốt vào. Đồng hồ rồi chứ 14, 15 tô á, đồng hồ tô á lên cả đó rồi giờ hồ quà số 3 không, lâu lâu mới lỡ chừng cái nó lên liền nó lên quá nó lên lắm chứ rồi cứ bay bay chạy rồi số 3 bảo lọc rồi số 4 nhìn thánh số 4 có cái đèo là hệ cao quay lên lông bay ấy nhau mà đứng Tôi rút lại cái này, thấy cái nó phát của mình.